cuối ngày 5 tháng 12 tại trường tiểu học Nguyễn Huệ, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, xảy ra vụ đổ tường rào làm một người thiệt mạng và ba người bị thương. Theo thông tin từ cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang, trong số các nạn nhân trong vụ tai nạn, anh Trương Văn Bình sinh năm 1983, trú tại thôn Việt Thành, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, do bị thương rất nặng nên đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Ba người bị thương đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang gồm Thèn Văn Điệp sinh năm 1991, thường trú tại xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mận; Lưu Đình Tâm sinh năm 2006, thường trú tại thôn Việt Thành, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên; và Trương Văn Trực sinh năm 2000, thường trú tại xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên. Được biết, bức tường rào bị đổ thuộc trường tiểu học Nguyễn Huệ, ngăn cách với đường dân sinh. Đây là một hạng mục thuộc dự án tu sửa trường học do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Hà Giang làm chủ đầu tư. Bức tường vừa bắt đầu thi công vào sáng ngày 5 tháng 12. Nhóm thợ với 4 người đang thi công cạo vôi vữa tường rào cũ để trắc mới, sơn lại tường bao. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày thì bức tường bất ngờ đổ sập khiến cả 4 người thương vong. Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định đoạn tường bao bị đổ dài hơn 30 m, cao hơn 2 m và là bờ tường gạch cũ. Rất may, sự việc xảy ra ngoài giờ lên lớp của các thầy cô giáo và học sinh. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.